khám siêu bệnh viện. Xin chào tất cả các bác. Nay xin chia sẻ với các bác cặp lồng mình sưu tập tại nhà. Các bác đang nhìn thấy ở đây. Đấy. Làm rất là chi tiết, tỉ mỉ. Đục vảy cá. Toàn bộ vành các bác đang thấy ở đây là chuyển vảy cá luôn, tận trên nóc ốc luôn. Đặc biệt cái phần ốc và sàn đều là sàn đinh, đinh đỏ. Cảm ơn các bác đã theo dõi video trên kênh Cám Chim Đất Việt.